Lại thêm một vlogger Trung Quốc nữa chứng minh Việt Nam không nghèo và bị netizen Trung Quốc công kích. Các bạn thân mến, một tuần trước trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video có tiêu đề như sau. Thực tế Việt Nam mạnh hơn mọi người nghĩ rất nhiều, tôi hy vọng người Trung Quốc chúng ta sẽ ngừng kiêu ngạo. Trong video, vlogger này nói, có lẽ mỗi người có một cách đánh giá khác nhau về Việt Nam. Hiện tại tôi đang đi dạo trên một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Dường như ai cũng nói thành phố Hồ Chí Minh giống như nhiều thành phố hạng nhất của Trung Quốc khoảng 15 năm về trước. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi chỉ đi bộ ở một nơi, dù là con phố đông đúc hay con phố bình thường, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó không giống với chúng ta khoảng 15 năm về trước. Thực tế tôi cảm thấy có thể là 6 năm. Bởi vì khi tôi nhìn mọi thứ ở đây, kể cả những cửa hàng này, nhà ga này, chúng thực sự rất đẹp và chuyên nghiệp, kể cả tòa nhà này nữa. Bạn thấy đấy, ở đây đều là những tòa nhà cao tầng, chúng hiện đại và không giống như nhiều người Trung Quốc nghĩ. Vì vậy, đánh giá của tôi về toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số thành phố khác ở Việt Nam là hoàn toàn tốt. Cơ hội tăng trưởng của Việt Nam rất lớn. Đó là chia sẻ của vlogger này. Sau khi video này được đăng tải, thì nhận về rất nhiều phản hồi trái chiều của netizen Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc công kích vlogger này với những từ ngữ không hay và họ không tin những gì vlogger này nói. Đối với nhiều người Trung Quốc, Việt Nam vẫn là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, sống trong nhà tre và không có cơm ăn. Nên khi thấy những video như thế này, rất nhiều người Trung Quốc không tin đây là sự thật. Những người này thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng, nhưng cố tỏ ra bản thân biết hết về Việt Nam và đi tranh cãi với những người đã trải nghiệm thực tế ở Việt Nam. Đặc biệt, khi nhìn thấy hình ảnh Việt Nam không có tòa nhà cao tầng, thì người Trung Quốc luôn miệng chê Việt Nam kém phát triển. Nhưng khi thấy video có nhiều nhà cao tầng ở Việt Nam mọc lên san sát, thì người Trung Quốc lại trở mặt, nói nhà cao tầng không đại diện cho sự phát triển. Đúng là lý sự cùn của người Trung Quốc không bao giờ công nhận sự phát triển của người khác. Đây không phải là lần đầu tiên có một vlogger Trung Quốc nói lên sự thật về Việt Nam mà bị netizen Trung Quốc công kích, mà còn có A Tống và Lão Tiết. Tất cả những vlogger này đều có một điểm chung, đó là đều muốn khai sáng kiến thức cho người Trung Quốc. Nhưng càng cố khai sáng thì lại càng nhận về nhiều gạch đá, vì có nói hàng trăm vạn lần thì người Trung Quốc vẫn không tin. Tuy nhiên, những người Trung Quốc đã đến Việt Nam lại đồng ý với quan điểm của vlogger này. Họ biết được Việt Nam thực tế như thế nào. Họ cảm thấy khi ở Trung Quốc bị lừa dối vì truyền thông lúc nào cũng đưa tin những hình ảnh xấu xí về Việt Nam. Hiện tại, ở dưới phần bình luận của video này, netizen Trung Quốc vẫn đang tranh cãi rất sôi nổi và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù vlogger này không so sánh điều gì với Trung Quốc, nhưng nhiều người Trung Quốc lại đi so sánh Việt Nam với Trung Quốc, mục đích để chứng minh rằng Việt Nam không bao giờ phát triển được như vậy. Họ mải mê so sánh, ghen tị mà không để ý mục đích của video này, chỉ để nói Việt Nam thực sự không nghèo như người Trung Quốc tưởng tượng. Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nếu bạn đến thăm nhiều thành phố cấp 2 và cấp 3 ở Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các thành phố cấp 2 và cấp 3 ở Việt Nam quả thực thậm chí còn không thể so sánh được với các thị trấn ở Trung Quốc. Trình độ chung là quá xa so với Trung Quốc. Những tòa nhà cao tầng lấp đầy đường phố có liên quan gì đến bạn? Không phải người ta nói rằng các tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc không liên quan gì đến mức lương 3.000 mỗi tháng của người dân sao? Có nhiều người cho rằng nhà cao tầng không đại diện cho sự phát triển. Ở Trung Quốc, mọi người thường so sánh sự phát triển của các thành phố thông qua số lượng nhà cao tầng. Thật nực cười khi thấy người Trung Quốc nói nhà cao tầng ở nước ngoài không đại diện cho sự phát triển. Đối với những ai chưa từng ra nước ngoài thì luôn nghĩ Việt Nam là một nước lạc hậu. Nhưng khi đến đó mới thấy họ giàu hơn chúng ta nghĩ. Lương của một công nhân bình thường trong nhà máy của họ là 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ, không thấp hơn nhiều so với lương của công nhân bình thường ở đại lục. Dân số Việt Nam ít và họ đang phát triển rất nhanh. Ngay cả Trung Quốc chúng ta cũng có những khu vực phát triển và những khu vực kém phát triển nữa là Việt Nam. Quan điểm của bạn là đúng, họ rất thoải mái ở nông thôn. Bạn nghĩ thành phố Hồ Chí Minh bằng được thành phố nào ở Trung Quốc? Họ có nắm bắt được công nghệ cao không? Bạn có nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tạo ra một Trung Quốc thứ hai không? Để đánh giá một quốc gia, một thành phố, bạn phải nhìn vào sức mạnh tổng thể. Chỉ cần nhìn vào thành phố là có thể thấy được sức mạnh của quốc gia đó, bạn thực sự kém với tư cách là một vlogger. Không nhắc tới Hoa Kỳ thì thôi, chứ nhắc đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Biden đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia lên đối tác chiến lược toàn diện. Không biết người Trung Quốc nói gì khi nghe được thông tin này nhỉ? Các bạn có hóng không? Hãy bình luận ở phía dưới nhé! Hơn 10 năm trước, một đồng nghiệp cũ của tôi nhắc đến Việt Nam. Cô ấy từng làm phiên dịch ở đó.
Cô ấy nói rằng Việt Nam phát triển rất nhanh, các thành phố lớn rất hiện đại, không hề lạc hậu như người Trung Quốc tưởng tượng. Hơn 10 năm trôi qua, bây giờ tôi vẫn không biết diện mạo Việt Nam thực sự như thế nào. Tuy không thích Việt Nam, nhưng thực sự không thể coi thường. GDP của Việt Nam nói chung thậm chí còn không cao bằng Quảng Châu. Tôi thực sự không hiểu Việt Nam vĩ đại đến mức nào. Nhà cao tầng không có nghĩa là phát triển. Hãy nhìn vào các nước Đông Nam Á khác, chẳng hạn như Malaysia, Indonesia, Philippines, có nhiều thành phố tốt hơn như thế. Có một thực tế, GDP là một cái gì đó rất mơ hồ ở Việt Nam. Nếu bạn sống lâu ở đó sẽ thấy, rất nhiều người có thu nhập cao nhưng không ai biết cả. Người ta nói ở Việt Nam, dân giàu nước nghèo là từ đó mà ra. Hơn nữa Việt Nam mới hòa bình chưa được bao lâu, đã phát triển đến trình độ này là một kỳ tích. Không tin hãy đến Việt Nam để chứng kiến. 2 năm qua, người ta nói rất nhiều về Việt Nam. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, còn có các thành phố tốt như thế này nữa không? Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với thành phố hạng 2 trong nước, khoảng cách ở rất xa. May mắn thay, tôi đã đến Việt Nam 5 lần và tôi tin những gì bạn nói. Tốc độ phát triển của Việt Nam thực sự nhanh. Tôi ấn tượng với nông thôn Việt Nam, nó đẹp và giàu có. Doanh số bán ô tô của Việt Nam nửa đầu năm là 137.000 xe, còn doanh số ô tô của Trung Quốc là 13,2 triệu chiếc. Kiểm tra dữ liệu trước khi khoe khoang về Việt Nam. Thế sao bạn không so sánh tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ đàn ông không lấy được vợ? Ô tô nó có đại diện cho sự giàu có không? Ý tưởng của bạn rất táo bạo, để thay đổi suy nghĩ của người Trung Quốc không phải là dễ. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng thế giới bên ngoài không an toàn và các nước láng giềng rất lạc hậu. Không có cách nào làm thay đổi nhận thức của người Trung Quốc đâu, chỉ có cách để họ đi ra ngoài và tận mắt chứng kiến. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, ngoại trừ một số thành phố lớn thì vẫn không thể so sánh được với nước ta. Nhưng nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi trước đây. Mọi người nên chấp nhận sự thật, thế giới bên ngoài cũng đang phát triển và bớt kiêu ngạo. Có thể thành phố Hồ Chí Minh không tệ, nhưng đường phố trong video thực sự là trung bình. Từ mặt đất đến mặt tiền của cửa hàng, cho đến những tòa nhà cao tầng mà bạn nhắc đến, tôi thấy quá bình thường. Tôi hiểu ý của tác giả là khuyên chúng ta không nên kiêu ngạo trong quá trình phát triển của mình, mà nên rút kinh nghiệm từ những thành công đó và cũng nên học hỏi thêm từ những nước đã đạt được kết quả, học hỏi và xây dựng để Trung Quốc tốt hơn. Trong khu vực bình luận có một số ý kiến khác nhau, tôi nghĩ tác giả chưa thể hiện rõ ràng nên mọi người vẫn còn hiểu nhầm. Đừng nhìn thành phố, hãy nhìn về nông thôn Việt Nam để xem sự giàu có của họ. Chênh lệch giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam không lớn, nhiều vùng nông thôn còn giàu hơn cả thành phố. Khác biệt là không có nhà cao tầng chọc trời mà thôi, đa số là những ngôi nhà biệt thự nhỏ mang phong cách phương Tây nhìn rất đẹp. Nói thẳng ra, Việt Nam vẫn dùng thủy điện. Năm nay lượng mưa giảm, không có điện, vẫn mua điện từ Trung Quốc, làm sao phát triển công nghiệp được? Tại sao bây giờ lại có người bắt đầu khoe khoang về Việt Nam? Nếu Việt Nam tốt như vậy, thì hãy ở lại đó đi, đừng quay lại Trung Quốc nữa. Tôi thực sự không hiểu tại sao có nhiều người coi thường Việt Nam đến vậy. Nếu so sánh thì Việt Nam không bằng được Trung Quốc, có vẻ mọi người đang hiểu nhầm ý của tác giả. Tác giả đang muốn chứng minh rằng Việt Nam không nghèo như người Trung Quốc vẫn tưởng tượng. Họ đã phát triển và giàu có hơn, chứ có phải so sánh với Trung Quốc đâu mà mọi người gắt gao thế. Chúng tôi không hề kiêu ngạo một cách mù quáng, bạn có thể xem trên bản tin TV. Họ nói kinh tế Việt Nam đang ngày càng đi xuống, đường phố toàn xe máy, những ngôi nhà cũ kỹ, hình ảnh giống như chúng ta những năm 90, Việt Nam phát triển hơn chỗ nào. Để xem Việt Nam có phát triển được hay không, người Trung Quốc chúng tôi không nhìn vào những tòa nhà cao tầng để phân biệt nó có phát triển hay không. Chúng tôi nhìn vào cơ sở công nghiệp, điều kiện giao thông, nguồn điện và tình trạng giáo dục. Ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các thành phố còn lại của Việt Nam thực sự phát triển không tốt. Kể cả khi bạn có khoe khoang về Hàn Quốc và Ấn Độ, thì người Trung Quốc chúng tôi cũng không tin. Bạn có khoe về bóng đá Việt Nam thì tôi cũng không phản bác được. Bạn khoe về các nước phương Tây thì tôi cũng không phản bác được, nhưng bạn càng khoe Việt Nam giàu có thì làm sao tôi tin nổi. Tại sao người Trung Quốc chúng tôi coi thường và kiêu ngạo với Việt Nam? Bởi vì Việt Nam là một nước nghèo, lạc hậu, không đủ để so sánh với Trung Quốc. Tin bạn, Việt Nam đã phát triển hơn trước. Đa số người Trung Quốc đều nhìn Việt Nam bằng con mắt của chục năm về trước, nên không có gì lạ khi thấy toàn bộ bình luận đều tiêu cực như vậy. Phía trên là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Đa số người Trung Quốc đều không tin cuộc sống của người Việt Nam đã tốt hơn, giàu có hơn. Họ liên tục so sánh với Trung Quốc, trong khi ý của tác giả không phải như vậy. Tác giả chỉ muốn làm thay đổi nhận thức của người Trung Quốc về Việt Nam mà thôi. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì?
thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.